Quang Linh Vlog được fan nhận ra từng nổi tiếng là hot boy đời đầu khiến chị em thời 8X, 9X chết mê. Mọi người thấy tôi bây giờ... Được rồi, nhiều quá rồi. Cái giường mà. Tôi của ngày xưa. Nhắc tới Quang Linh Vlog, người ta sẽ nghĩ ngay đến một chàng trai xứ Nghệ hay giúp đỡ người dân ở vùng đất xa xôi tại châu Phi. Tuy nhiên, năm 2022, tên tuổi anh chàng càng được mọi người chú ý nhiều hơn bởi những màn ghép đôi xoay quanh nam YouTuber và hoa hậu Thùy Tiên sau chuyến đi từ thiện tại Angola. Dù ngày càng nhận nhiều sự quan tâm lớn từ truyền thông, Quang Linh vẫn giữ được những phong cách riêng, điều giản dị của bản thân, không màu mè, không phô trương. Cụ thể, nam Vlog luôn được các fan yêu quý hết mực khi đã dành thời gian đào lại ảnh thời trẻ trâu của anh chàng thời 9X khi chưa sang Angola để lao động. Đáng chú ý như hình ảnh của chàng trai xứ Nghệ khiến cho dân tình thích thú, vô cùng trắng trẻo và điển trai khác xa so với giờ đây. Thời điểm đó, Quang Linh xuất hiện như một chàng công tử, làm biết bao cô nàng 8X, 9X phải xao xuyến và nhớ nhung. Dù hình ảnh được fan đào lại có chất lượng không quá cao và đã đăng tải từ rất lâu, nhưng nhiều người mạnh dạn đoán Quang Linh trước đây cũng phải thuộc vào dạng hot boy một vùng. Không ít người cho rằng những hình ảnh thời xưa của anh chàng có vẻ đúng với lứa tuổi hơn, nhìn có nét ngây ngô với làn da sáng. Tuy nhiên, giờ đây anh chàng sở hữu làn da có phần hơi đen, ngoại hình gầy hơn, già dặn so với các bạn bè đồng trang lứa. Người hâm mộ cho rằng vì cuộc sống ở châu Phi xa xôi, nơi đất khách quê người với thời tiết khắc nghiệt, Quang Linh còn phải thường xuyên phơi mặt ra ngoài nắng để lo cho trang trại của mình cũng như giúp đỡ người dân địa phương tại Angola. Thế nên việc ngày càng đứng tuổi với đặc thù công việc là cũng là điều dễ hiểu. Sau khi loạt ảnh quá khứ của Quang Linh Vlog được đào lại, khiến cho dân tình vô cùng thích thú, nhiều người còn nhận ra anh chàng chính là một trong những hot boy đời đầu của Facebook mà rất nhiều người từng dùng ảnh để làm avatar cũng như hình nền điện thoại. Trước đó, Quang Linh cũng khiến dân tình thích thú với bạn tái ngộ trên sóng livestream cùng hoa hậu Thùy Tiên. Cả hai có màn tương tác gần gũi khiến dân tình vô cùng thích thú. Có vẻ như bản thân nam YouTuber cũng rất hồi hộp khi được trò chuyện cùng nàng hậu. Chính vì thế đã chuẩn bị rất kỹ càng, tút tác lại nhan sắc nhờ bàn tay anh Nguyễn Tiến, một trong những thành viên của team châu Phi. Sau khi chuẩn bị mọi thứ một cách kỹ lưỡng, anh chàng mới có được sự tự tin khi livestream cùng với nàng hậu. Được biết Quang Linh là một anh chàng nhận được rất nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ, tấm gương sáng cho rất nhiều bạn trẻ. Suốt thời gian tại đất khách quê người, chàng trai xứ Nghệ đã giúp đỡ rất nhiều người dân tại Angola, nhưng anh chưa bao giờ tự mãn hay khoe khoang. Mọi thứ của nam YouTuber đều bắt nguồn từ những sự tử tế và tấm lòng nhân ái. Quang Linh cực kỳ được lòng rất nhiều người, dù đã nổi tiếng thời gian dài nhưng anh vẫn giữ được sức ảnh hưởng của mình và được dân tình quan tâm về những câu chuyện ngày thường. Đặc biệt, Quang Linh thường xuyên livestream để trò chuyện cùng khán giả, để chia sẻ về cuộc sống tại châu Phi và cả những khó khăn áp lực bản thân phải trải qua. Nam YouTuber cho biết, để ra nước ngoài thì phải đánh đổi nhiều thứ để thành công, đồng thời cũng vì áp lực và sức khỏe bản thân bị ảnh hưởng. Được biết, Quang Linh trước đó đã có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc khi hoa hậu Thùy Tiên sang Angola để làm từ thiện. Cuối cùng, anh đã cùng xây giếng, trồng cây và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa với mong muốn giúp đỡ cuộc sống của bà con nơi đây. Thời điểm đó, những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc của anh chàng cùng nàng hậu đã được chia sẻ dày đặc trên mạng xã hội. Kể từ khi cuộc kết hợp làm từ thiện với Thùy Tiên, Quang Linh ngày càng nổi tiếng chẳng kém sao hạng A và có truyền thông săn đón. Dù là vậy nhưng chàng trai không tự mãn mà vẫn cố gắng giữ được bản chất riêng. Đặc biệt trong buổi livestream trên TikTok, dù lượt xem khủng nhưng anh nhất quyết tắt chế độ tặng quà và không dùng Twitter. Quang Linh cũng chính là người đầu tiên thực hiện hành động đặc biệt này ở Việt Nam. Quang Linh là một trong những tấm gương sáng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong suốt hành trình của mình, chàng trai này từng giúp đỡ nhiều người với số tiền lớn nhưng không bao giờ tự mãn hay khoe khoang. Mọi việc làm của anh đều bắt nguồn từ tấm lòng và sự tử tế. Chính vì thực hiện mọi việc nghiêm túc và luôn nghĩ cho người khác nên Quang Linh cực kỳ được lòng dân tình. Dù đã nổi tiếng thời gian dài nhưng giờ đây anh vẫn luôn giữ được sức ảnh hưởng của mình. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website điện ảnh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Vote online, show your style.